Sáng nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Công an tỉnh Quảng Bình. Đây là buổi giám sát cuối cùng trong chuỗi hoạt động giám sát cùng nội dung này của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Trước đó, đoàn đã thực hiện giám sát tại 6 địa phương đơn vị trong tỉnh, qua đó phát hiện nhiều bất cập trong việc thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ năm 2011 đến hết năm 2014, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra 2.074 vụ tai nạn giao thông, làm chết 646 người, bị thương 2.117 người và làm thiệt hại tài sản hàng tỷ đồng. Mặc dù tỉnh Quảng Bình liên tục giảm số vụ tai nạn giao thông theo từng năm, nhưng chỉ với những con số đã công bố đủ để nhìn nhận tình hình là nghiêm trọng. Qua công tác phân tích nguyên nhân gây tai nạn, các thành viên trong đoàn nhận được nhiều ý kiến nêu lên những bất cập trong thực tế thực thi pháp luật, trong đó tập trung vào quy định về nồng độ cồn, về quy định xử phạt, về quản lý xe ô tô chở quá khổ, quá tải, về tình trạng xe quá khổ, quá tải đang hoạt động nhiều trên địa bàn thời gian qua, gây hư hại đường xá và gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình khẳng định, từ 16 tháng 3 năm 2015, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quân tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải trên địa bàn nội tỉnh. Đợt cao điểm kiểm soát xe quá khổ quá tải sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 5 năm 2015. Những ý kiến kiến nghị sau giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình sẽ tổng hợp làm căn cứ thực tiễn, phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội thời gian tới.